Giê-phê con gái mình, Giê-phê giết con gái của mình. Có một người mục sư đi máy bay. Khi ông đi trên máy bay thì ông ngồi kế bên một người thương gia, nhìn rất là lịch sự, rất là nhìn có đẳng cấp lắm. Thì khi ngồi kế bên người thương gia như vậy thì trò chuyện qua lại, thì người thương gia mới hỏi người mục sư làm nghề gì. Người mục sư mới nói: tôi là một người giảng lời Chúa, tôi là tôi tớ của Chúa, tôi tin Đức Chúa Trời, còn anh có tin hay không? Người thương gia mới nhìn người mục sư và nói rằng: tôi cũng có tin, chứ sao lại không tin. Và rồi một lát nữa máy bay bay thì nó gặp turbulence và nó bắt đầu nó lắc lên lắc xuống. Nhưng mà trong trường hợp này là nó lắc đến nỗi mà cái bàn ăn, những cái ly chén, những cái ly cà phê nó bay ngược lên trên, và người ta cảm thấy mình bị quán tính nó lôi ngược lên trên, và cái dây an toàn giữ lại. Thì ông thương gia bắt đầu sợ. Đi máy bay mà gặp cảnh đó quý vị có sợ không? Quý vị bao giờ gặp cảnh đó chưa? Bà Chi có đi máy bay đâu, bà Chi nói chưa? Có nha bà Chi. Nhưng mà tôi từng bị một lần, các bạn chị em, thót tim. Khi mà máy bay mà gặp cái vùng không có không khí theo như người ta nói như vậy đó, thì nó rơi thẳng. Và khi nó rơi thẳng như vậy đó thì tất cả mọi thứ bay ngược lên trên và vô cùng đáng sợ. Phải nói là như vậy, vô cùng đáng sợ. Thì trong cái cảnh như vậy, ông thương gia ông mới quay sang ông mục sư. Sau khi nó trấn an được chút xíu, ông quay ra ông mục sư, ông nói rằng: mục sư ơi, ghê quá, tôi muốn, thôi bây giờ mình chiếc máy bay đường dài không biết sống chết ra sao, thôi tôi muốn làm một lời hứa với Chúa mà mục sư làm chứng. Tôi nói rằng nếu tôi mà đến được đáp an toàn, tôi sẽ dâng cho nhà thờ một nửa gia tài của tôi. Quý vị tưởng tượng chưa? Ông mục sư như thế nào? Amen, hallelujah. Xong rồi mục sư nói: tôi cầu nguyện với anh. Và rồi tiếp tục bay nữa thì nó lại lắc nữa, và nó lắc khủng khiếp làm cho cái người đàn ông này sợ. Nhưng mà ông cảm thấy thoải mái hơn, là vì ông nghĩ rằng nhiều khi Chúa, vì công việc Chúa và vì một nửa gia tài của mình, Chúa sẽ cho mình đến bờ bên kia. Thì khi máy bay đáp nhẹ xuống cái bờ cần đến, mục sư mới khều khều người thương gia mới nói: nãy anh có nhớ hứa gì không, đây là địa chỉ của tôi. Thì ông người đàn ông mới nói: mục sư biết không, tôi nói với mục sư như vậy nhưng mà tôi có cầu nguyện thầm trong lòng tôi với Chúa, là tôi nói rằng: Chúa ơi, nếu mà khi con đến được bến đáp an toàn mà Chúa thấy con đi máy bay một lần nữa trong đời con đó, thì con mới đưa nửa gia tài, nhưng mà con không bao giờ đi nữa đâu, cho nên thôi quên luôn đi mục sư. Một số người hứa sẽ làm, một số người hứa không làm, còn một số người hứa xong rồi đổi chút xíu, vẫn làm nhưng mà đổi cái lời đã hứa chút xíu. Quý vị có từng kinh nghiệm trong đời như vậy không? Phải không ạ? Ba nhóm người đó. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ nói đến một nhân vật, Giê-phê, một nhân vật mà tôi dùng cái câu thành ngữ là há miệng mắt oai. Há miệng mắt oai. Tại sao gọi là há miệng mắt oai? Ông bạn chị em, tại sao có cái thành ngữ há miệng mắt oai? Nói ra rồi nhưng mà không có rút lại được. Ok, cũng có ý đó. Nhưng mà tại sao có cái thành ngữ há miệng mắt oai? Thưa bạn chị em, có ba lý do tại sao người ta dùng há miệng mắt oai. Thứ nhất, cái oai này là cái oai của cái giỏ sách. Nếu quý vị để ý cái giỏ sách của người phụ nữ thì ở giữa là cái miệng giỏ, phải không cô Thắm? Nhưng mà kẹp hai bên là cái oai. Cho nên muốn mở cái giỏ thì chắc chắn phải đụng cái oai, phải không ạ? Cái ý này đầu tiên này nói rằng trong cuộc đời con người mình là bất toàn, mình muốn làm điều đó lắm chứ, nhưng mà mình thế nào cũng có sai sót, cho nên mình lỡ nói nhưng mà không thực hiện nổi, há miệng mắt oai, người ta nói như vậy. Cái nghĩa thứ hai mà dân gian nói há miệng mắt oai là khi người ta nói rằng cái oai này là cái hàm thiết của con ngựa. Khi mà con ngựa nó muốn róng, nó muốn la, nó muốn mở miệng nó ra, nó muốn ăn, người ta muốn cho nó chạy thì người ta khớp miệng nó lại bằng một cái hàm thiết
là cái quai bịt cái miệng con ngựa. Con ngựa có muốn há cái miệng ra cũng không thể nào há. Đó là há miệng mắc. Mắc quai, điều này nói lên một tình trạng là khi chúng ta cũng muốn nói, cũng muốn thực hiện lời hứa lắm chứ, nhưng mà chúng ta không đủ sức để làm. Chúng ta có bị một cái quyền lực bịt miệng mình, chúng ta bị một quyền lực lớn hơn đổi đường đi của mình và mình không thể làm được điều đó. Tôi hứa với chị Thùy là tôi sẽ có mặt ở nhà chị Thùy lúc 10 giờ. Nhưng mà tôi vừa mới xuống freeway 22, cảnh sát thổi tôi vô không cho tôi đi tiếp. Thì tôi đâu có giữ được lời hứa. Cái đó là tôi bị một cái thẩm quyền lớn hơn khống chế tôi. Đó là há miệng mắc quai thứ nhì. Nhưng mà cái thứ ba mới là cái nghĩa chính của nó. Tôi nghĩ đây mới đúng là cái nghĩa của nó, há miệng mắc quai. Miệng là để làm gì? Nói, còn quai để làm gì? Quai là quai gì? Quai hàm để làm gì? Ăn, phải không ạ? Mà vừa ăn có nói được không? Vừa ăn vừa nói là ông Nguyên á, bị la hoài đó. Quý vị biết là mình nhai là mình không nói được, phải không? Ý của người này nói là muốn nói lắm, nhưng mà lỡ ăn hối lộ rồi, lỡ nhận đồ người ta rồi, người ta đã tốt với mình rồi, bây giờ muốn nói thì nó, cái đồ ăn nó còn trong quai hàm, nó trái quai hàm, nói không được. Tôi nghĩ đây mới là cái lý do chính, phải không ạ? Là do có đi đêm gì trong đó, cho nên bây giờ mới hôm rồi mùng 1 Tết nó ghé nhà, nó tặng cho 1,000 đô. Giờ nó kêu ký giùm tờ giấy. Mình muốn giảng cho nó nghe về công lý công nghĩa lắm, nhưng mà mình đã nhận cái đó rồi, bây giờ mình nói làm như thế nào? Quý vị hiểu cái ý đó chưa? Há miệng mắc quai. Bây giờ cái người mà há miệng mắc quai buổi tối hôm nay là ai? Giép-thê. Giép-thê có tội gì mà há miệng mắc quai vậy bà Chi? Hứa gì? Hứa với Chúa. Hứa với Chúa làm sao bà Chi? Tức là sau khi tôi đánh trận trở về, cái điều gì đầu tiên đi ra để chào mừng tôi, chào đón tôi, dâng cho Chúa, làm của lễ. Của lễ thiêu có nghĩa là sẽ làm, sẽ thịt làm đôi để lên bàn thờ. Quý vị thấy chưa? Trở lại các quan sát đoạn 11 với tôi, chúng ta theo dõi đoạn kinh thánh này. Tôi rất thích câu chuyện này ông bạn chị em, vô cùng ơn phước. Quý vị cố gắng theo dõi với tôi, câu chuyện này rất là hay. Đoạn 11 bắt đầu chúng ta biết Giép-thê là ai. Giép-thê là người Gala-át, là tay dõng sĩ, con của một người kỵ nữ, cha tên là Gala-át. Vợ của Gala-át có sanh cho người những người con trai. Khi những người con trai của vợ đó lớn lên, bèn đuổi Giép-thê đi mà rằng: mày không được ăn phần gia tài trong nhà cha chúng ta. Vì sao vậy? Vì mày là con của một người đàn bà khác. Có nghĩa là Gala-át có một bà vợ chính thức và sanh những người con trai, nhưng mà Gala-át đi gặp một người kỵ nữ hay là một người làm nghề mại dâm và sanh ra Giép-thê. Thì mấy người anh mới nói rằng: mày không được hưởng gia tài, mày là đứa con ngoài giả thú, mày không có được những điều đó. Câu số 3: vậy Giép-thê trốn xa anh em mình và ở trong xứ Tóp. Có những đứa du đảng hiệp lại chung quanh Giép-thê, và Giép-thê đi ra với những người đó. Rồi, đó là tới phần đó chưa? Sau một ít lâu, dân Amon giao chiến cùng dân Israel, là kẻ thù của dân Israel. Trong lúc dân Amon giao chiến với dân Israel, các trưởng lão của Gala-át đem Giép-thê từ xứ Tóp trở về và nói cùng với người rằng: xin hãy đến làm quan tướng cho chúng ta sẽ cùng đi đánh dân Amon. Nhưng Giép-thê đáp cùng với người trưởng lão, những người trưởng lão Gala-át như thế này: các ông há chẳng phải là ghét tôi và đuổi tôi khỏi nhà cha tôi sao? Còn bây giờ các ông đương bị khốn cùng thì lại đến tìm tôi. Quý vị thấy chưa? Câu chuyện hay không? Đuổi tôi mà bây giờ khốn cùng thì đi tới tìm tôi. Câu số 8: các trưởng lão Gala-át cùng đáp với Giép-thê rằng: bây giờ chúng ta lại đi đến cùng ngươi, hầu cho ngươi đi với chúng ta. Ngươi sẽ đánh dân Amon, rồi ngươi sẽ làm đầu chúng ta và của hết thảy những người dân ở đây. Câu số 9: Giép-thê đáp cùng với những người trưởng lão rằng: ví bằng các ông đem tôi về để đánh dân Amon, và nếu Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay tôi
thì tôi sẽ làm đầu các ông, lúc đó đừng có chối. Có nghĩa là nếu các ông muốn tôi trở về để đi đánh trận bảo vệ cho quốc gia, thì sau khi Chúa ở cùng tôi và tôi thắng thì tôi sẽ làm lãnh đạo. Kinh Thánh viết rất rõ ràng vào thời này. Kinh Thánh viết rất nhiều lần 12 vị quan xét, từ thời Giô-suê cho tới khi Sa-mu-ên có 12 vị quan xét. Và trong thời này Kinh Thánh nói rằng không có tiên tri của Chúa, cho nên dân Israel làm theo đường lối của mình, ai nghĩ điều gì tốt thì làm theo điều đó, không có đúng đường lối của Chúa. Và Giê-phthê là một trong những người quan xét. Thưa bạn chị em, để ý tiếp với tôi điều này. Giê-phthê thay vì là trở về thì đem binh đi đánh dân Amon, nhưng mà Giê-phthê không làm điều đó. Giê-phthê ngược lại sai sứ giả để đi thỏa thuận trước, bởi vì nếu mà thỏa thuận được thì không cần phải đánh. Cho nên Giê-phthê đi sai người đi thỏa thuận. Giê-phthê đưa người sứ giả tới Amon và nói với dân Amon rằng: hãy nhớ lại, Đức Giê-hô-va của dân Israel rất là mạnh. Đức Giê-hô-va đã giải cứu dân Israel ra khỏi biển đỏ. Đức Giê-hô-va đã giải cứu dân Israel khỏi người Amorit. Đức Giê-hô-va đã làm đuổi dân Mô-áp, diệt dân Ác-nôn. Nói chung là kể ra những điều hùng vĩ, oai nghi của Đức Giê-hô-va, để cho bên kia nó biết nể mặt Chúa mà nó rút quân lại. Chuyện gì xảy ra? Nó không nghe. Câu số 21 thì Giê-phthê sai người nói rằng: Đức Chúa Trời của Israel giao cơ binh của người Si-hôn vào tay của Israel. Câu số 25 nói rằng: Đức Chúa Trời của Israel đuổi dân Amorit khỏi dân Israel. Câu số 27 nói rằng: ta không có phạm tội cùng ngươi, nhưng ngươi lấy cớ quấy để mà đánh ta. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng đoán xét ngày nay xét đoán giữa dân Israel và dân Amon. Đó là những lời mà Giê-phthê nói cùng với, sai người đi nói cùng với dân Amon. Câu số 29, thần của Đức Giê-hô-va cảm động Giê-phthê, người trải qua Gala-át và Ma-na-se, đi đến Mít-ba ở Gala-át và người đi đánh dân Amon. Câu số 30, nói chung là gì? Là thương lượng không được thì chuyện gì xảy ra? Đánh thôi. Tôi tới tôi không muốn đánh, tôi thương lượng nhưng mà không nghe, bây giờ đánh. Thì trước khi đi đánh, Giê-phthê mới làm một lời khẩn nguyện. Câu số 30, Giê-phthê khẩn nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng: nếu Ngài phó dân Amon vào tay tôi, nếu Ngài phó chúng nó vào tay tôi, khi tôi thắng chúng nó trở về, hễ chi, nghe kỹ nha bạn chị em, hãy nghe kỹ những câu nói này, hễ chi ở cửa nhà tôi đi ra đầu hết đặng để đón rước tôi, thì nấy sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu. Đoạn Giê-phthê đi đến dân Amon để giao chiến cùng chúng nó, Đức Giê-hô-va phó chúng nó vào tay của người. Đọc xuống câu số 34, Giê-phthê trở về nhà mình ở tại Mít-ba. Chuyện gì xảy ra? Câu chuyện buồn đây. Con gái của người đi ra đón rước người, nó cầm trên tay một cái trống nhỏ và nhảy múa. Nàng là con gì? Con một và là con gái duy nhất. Ngoài nàng chẳng còn có con trai hay con gái nào khác nữa. Đứa con duy nhất của Giê-phthê. Giê-phthê nói: hễ chi từ cửa nhà tôi mà chạy ra đầu hết để đón rước tôi thì sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va và tôi sẽ dâng nó làm của lễ thiêu. Thì khi Giê-phthê vừa thấy nàng thì chuyện gì xảy ra không bạn chị em? Xé áo mình ra mà nói rằng: ơi con, sao con gây cho cha tức tối quá? Con thuộc về số kẻ làm rối cha, vì cha có mở miệng khẩn nguyện cùng Đức Giê-hô-va không thể nuốt lời. Nàng thưa rằng: cha ơi, nếu cha có mở miệng khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va, xin hãy làm cho con y như lời cha đã khỏi miệng cha. Vì bây giờ Đức Giê-hô-va báo thù kẻ cừu địch cha rồi, tức là dân Amon. Đoạn nàng lại nói cùng cha mình rằng: xin cha hãy nhậm cho con lời này, để cho con đi thông thả trong 2 tháng. Con sẽ đi lên núi đặng cùng chị em bạn con khóc về sự đồng trinh của con. Giê-phthê đáp rằng: con cứ đi, rồi người để nàng đi trong 2 tháng. Vậy nàng đi cùng chị em bạn mình khóc sự đồng trinh của mình ở trên núi. Tức là người con gái này
đồng ý cho cha mình thực hiện lời hứa. Và người con gái này lại nói cha đã hứa với Chúa là cha phải làm. Nhưng mà con xin cha một điều, cho con đi 2 tháng để khóc cái sự đồng trinh của con. Và rồi đi chung với những người bạn gái đi lên đâu? Đi lên núi khóc, khóc ở trên đó. Cuối 2 tháng nàng trở về với cha mình và người làm cho nàng theo lời khấn nguyện mình đã hứa. Nàng chẳng có biết một người nam nào. Tại cớ đó trong xứ Israel có tục lệ này. Mỗi năm các con gái Israel đi than khóc con gái của Giê-phê người Ga-la-át trong 4 ngày. Chuyện này buồn hay vui không bạn chị? Ai là người có một đứa con gái duy nhất cho nhà thờ mình, cho đến giờ phút này có một đứa con gái duy nhất? Cô Thắm. Một đứa con duy nhất có nghĩa là sao? Tất cả tình yêu dành cho con là dồn hết vào cho đứa con. Mà đứa con khi nó còn nhỏ mà nó mỗi lần nó thấy mình nó ba, quý vị có hiểu cái cảm giác đó. Mà bây giờ mình đi chiến trận trở về, không thấy gia đình nào ra vui đón mình, mà đích thân con mình nó ra đón. Mà bây giờ mình nhìn vào nó, chuyện mà mình lỡ hứa với Chúa, quý vị nghĩ chuyện này buồn không? Tôi gửi đến bạn chị em 4 điều mà chúng ta nhớ buổi tối hôm nay trong cuộc đời của Giê-phê dạy cho chúng ta. Thứ nhất, mỗi người trong chúng ta đều có thể vượt qua quá khứ của mình. Tôi nói lại, mỗi người đều có thể và nên và phải vượt qua những hạn chế của quá khứ của mình. Ông bạn cho em biết, tôi khi còn trẻ nhỏ xíu tôi cũng đã nhận thấy được, và bây giờ tôi càng sống thêm bao nhiêu năm, tôi càng quan sát cuộc đời, tôi càng để ý những người xung quanh đời tôi. Tôi càng nghe những cuộc điện thoại tín đồ trong hội thánh, ngoài hội thánh, trong giáo hội, ngoài giáo hội. Tôi thấy bắt đầu rất là rõ ràng một điều rất rõ, thưa ông bạn cho em. Chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta sanh ra đời không có được bình đẳng giống như nhau. Tôi xin nói lại, không phải tôi dùng chữ bình đẳng không đúng. Chúng ta sanh ra đời không có được thuận lợi giống như nhau. Một số người trong chúng ta vừa sanh ra là đã kém may mắn hơn người khác. Con vua thì làm gì? Con vua làm gì? Con vua thì lại làm vua con sải ở quét lá đa cho đến khi nào? Hết khả năng quét không phải. Khi nào dân nổi can qua, có nghĩa là lật đổ chế độ, con vua thất thế thì nó đi đâu? Đi ra quét. Hiếm lắm không bạn cho em? Hiếm lắm. Nói thì nói như vậy, chừng nào dân mới nổi can qua, mà đại đa số chúng ta thấy trong thế giới của chúng ta, cùng một tuổi với nhau, một đứa trẻ cùng một tuổi với nhau, có đứa thì ngồi dùng bàn tay để đánh violon, còn có đứa dùng bàn tay để rửa chén cho tiệm tùng nhà hàng nào đó, có đúng không bạn chị em? Có đứa dùng bàn tay của mình để kéo violon, có đứa dùng chân của mình để tập võ, nhưng mà có đứa dùng chân của mình đi bán vé số. Có một đứa trẻ thì dùng đôi mắt của mình để coi computer, coi iPad, nhưng mà có đứa trẻ thì dùng đôi mắt của mình để dẫn người cha mù của mình đi trên đường phố. Có những đứa trẻ đồ chơi của nó chất đầy nhà, iPhone, iPad. Còn có những đứa trẻ là bịch ni lông, đá sỏi bên đường, dây thun, những tờ báo bỏ, những cái miếng ve chai. Có không thưa ông bạn? Không phải chúng ta chỉ đang nói tới là hoàn cảnh thuận lợi với bất lợi, không công bình với nhau, không đồng đều với nhau, mà nó còn một cái bất lợi khác nữa, đó là tâm lý thưa ông bạn chị em. Hoàn cảnh thì đã khổ rồi, nhưng mà tâm lý, nghĩ với tôi, suy nghĩ với tôi ông bạn chị em. Một vài người cho chúng ta sẽ rất tự hào khi nói về gia đình của mình, nói về anh chị em của mình, nói về chú dì, cha mẹ của mình, và có thể thao thao bất tuyệt. Một vài người có dám nói không? Không dám nói tới. Một vài người có thể rất tự hào về lịch sử dòng họ 3 đời của mình. Một vài người mỗi lần ai nói tới là mình phải đi nơi khác. Một vài người trong chúng ta sanh vào trong một gia đình mà tin tưởng, yêu thương, chia sẻ, nâng đỡ,
ân cần tử tế giúp đỡ lẫn nhau, hy sinh cho nhau. Một vài người sanh ra trong những gia đình ganh tị, ghét bỏ, nóng giận, thi đua, giành giật với nhau. Cho nên thưa quý vị, điều này rất rõ ràng, chúng ta sanh ra trong những hoàn cảnh khác nhau. Tôi không nghĩ rằng cuộc đời này là một cuộc chạy khi mà tất cả các vận động viên đều bắt đầu từ một vạch xuất phát bằng nhau. Nếu bạn chị em theo dõi cuộc chạy đua mà sprint ấy, những người nào đạt thứ hạng cao trong cuộc đua trước thì được đứng cho vị trí phía trước, chứ không phải là cùng một vạch xuất phát. Chúng ta không sanh ra đời cùng một vạch xuất phát đâu thưa bạn chị em. Trong trường hợp này, Giê-phthê là một người sanh ra đời ở một cái điểm rất là tệ. Tại sao tệ? Con của ai? Con của một người kỹ nữ. Con của một người kỹ nữ ở trong một gia đình người ta có vợ và người ta có những người con. Phải chi mình là sanh ra con của một người kỹ nữ, của một người đàn ông không hề có con thì câu chuyện nó có vẻ khác. Nhưng mà người ta có con, có vợ, có gia đình người ta, nhưng mà mình là con của một người kỹ nữ. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là trong suốt quá trình mình trưởng thành, đầy dẫy nỗi tủi nhục, đầy dẫy sự chọc ghẹo, khinh bỉ từ trong chính gia đình mình, là những nỗi khổ không thể chia sẻ cho người khác. Thưa quý ông bạn chị em, để ý với tôi, ở ngoài đường, ngoài xá thì dĩ nhiên người ta cười chê rồi, nhưng mà trong chính gia đình, những người anh em không thương cho cái hoàn cảnh của Giê-phthê mà ngược lại sao? Lúc nào cũng nghĩ là cái thằng này nguy hiểm, phải diệt nó càng sớm càng tốt, phải đá nó ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Sống trong một hoàn cảnh như vậy ông bạn chị em. Một nhà thần học đã viết như thế này: Giê-phthê lớn lên không có một tấm gương tốt nào để nhìn hết. Không có một mái ấm nào, không có tình mẹ, chẳng có tình cha, không có một sự dạy dỗ khôn ngoan của chú gì nào hết ở trong hoàn cảnh cuộc đời của Giê-phthê thưa ông bạn chị em. Đó là cái hoàn cảnh của một nhân vật mà chúng ta gọi là Giê-phthê, một trong những các quan xét của dân Israel ở đây. Quý vị thử suy nghĩ với tôi xem, một đứa trẻ nó ít nhất bước ra cuộc đời nó cũng phải cần có lý do để nó có thể có quyền tự tin với cuộc đời này. Mà nó lấy cái gì để tự tin? Cha mẹ không ổn định, con cái dòng họ không ai quý mến, và rồi mẹ của nó là một kỹ nữ, đi đến đâu người ta chê cười đến đó, trong gia đình cũng chẳng quý mến mình, nó chỉ còn một chỗ để đi thôi, đó là đi đâu? Đi chết không? Chưa chết mà chứ, nó sẽ chết sao, nhưng mà chưa chết. Nó đi đâu? Theo như Kinh Thánh là Giê-phthê đi đâu? Nguyên văn Kinh Thánh nói rằng là vì cớ gia đình ruồng bỏ cho nên Giê-phthê đi theo đám du đảng. Tại sao lại đi theo đám du đảng? Buồn cũng đúng nhưng mà chưa chính xác 100%. Chỉ có đám du đảng mới chấp nhận nó thôi. Tại vì trong đám du đảng này cũng là những đứa có hoàn cảnh giống như nó, cho nên mới chấp nhận Giê-phthê. Cho nên Giê-phthê cảm thấy mình cả đời không có ai hứng mình hết, bây giờ có một mái ấm nho nhỏ thì mình đi theo đám du đảng. Nhưng mà đứa trẻ này có tài không quý vị? Bước vào du đảng và trở thành chùm của du đảng, đến nỗi mà chiến tranh xảy ra cả dòng họ phải đi tìm mình trở về và biểu ra đứng ra bảo vệ giùm đi. Quý vị thấy nó có tài không? Nếu đứa trẻ này mà có một hoàn cảnh tốt, một điều kiện như những người khác, nó có phải là có tài từ khi còn nhỏ không? Nhưng mà có phải là quá khứ đã đưa cho nó trở thành một cái gì đó bất lợi không thưa ông bà anh chị em? Nhưng mà để ý với tôi, khi mà đi theo đám du đảng là cái điều bất lợi tiếp theo mà một đứa trẻ trong một gia đình tan nát nó phải đối diện, đó là bởi vì nó sẽ bị đẩy ra khỏi một tầng lớp tốt đẹp để đi đến một tầng lớp thấp hơn trong xã hội. Tại sao tôi nói như vậy? Nhiều người trong chúng ta được bao bọc bởi ai? Chú, dì, bà con dòng họ, anh chị em, mục sư, nhà thờ. Rồi từ đó chúng ta mới có điều kiện để nghe những câu chuyện lành mạnh, để gặp những con người giới thiệu việc làm tốt, để đi ra những môi trường tốt, để có những cơ hội để len lỏi, những cánh cửa mở cho chúng ta. Rồi có những chúng ta biết nơi nào để có thể đầu tư, chúng ta nói chung là đi trên về trước so với những người khác. Nhưng mà quý vị hãy nghĩ, trong cuộc đời có những người giống như Giê-phthê. Những người giống như Giê-phthê thì xã hội của Giê-phthê bị bao bọc lại. Quý vị còn nhớ cái bài nó nói gì không? Thằng bé âm thầm đi đâu? Tuổi ấu thơ nó mang nhiều âu lo,
bạn nó là ai? Thằng Tư con tám lê la, chứ đâu có ai mà lành mạnh trong nhà mà ra chơi với nó. Cho nên nó bị đẩy đi vào một tầng lớp xã hội thấp hơn. Quý vị để ý cuộc đời Giép-thê với tôi. Tôi không phải ở đây chỉ để nói về con người tên Giép-thê. Một lát tôi sẽ nói tại sao tôi phải chỉ từng chi tiết vào cuộc đời của Giép-thê, và quý vị sẽ thấy tin lành của Chúa nằm ở trong câu chuyện đó. Chúng ta nói tiếp ở đây. Từ cái bất lợi này dẫn đến bất lợi khác, cuối cùng một đứa nhỏ như vậy, không tự tin, không có mục đích sống, nó đã để mặc cho số phận. Và nó phải bị đẩy vào một nhóm người gọi là, Kinh Thánh gọi là nhóm du đảng hiệp lại chung quanh nó. Nhưng mà đây là tin lành, đây là lời của Chúa. Đây là hy vọng cho tất cả những ai bị trong hoàn cảnh đó, hoặc là có một chút xíu nào trong cái hoàn cảnh đó. Hãy nhớ rằng ở trong giữa cái vũng lầy của cuộc đời của Giép-thê, Giép-thê vẫn được quyền chọn lựa là một người du đảng tin Chúa hay không tin Chúa. Tôi đã nói là sự quyết định tin Chúa không ai có thể lấy ra khỏi chúng ta được mà. Quý vị thấy không? Ở tù người ta cũng có quyền cho mình chết như một người tin Chúa hay là chết như một người không tin Chúa. Bị ung thư chết thì cũng có thể chết như một người có hy vọng hay là chết như một người không có hy vọng. Bây giờ du đảng thì cũng có quyền chọn lựa tin Chúa. Thì du đảng Giép-thê đã chọn giữ lòng tin nơi Đức Giê-hô-va. Có biết bao nhiêu đứa con nhà lành mà nó không có phước, mà nó không tin Chúa. Gia đình nó là gia đình Israel, đi nhà thờ mỗi năm, mỗi tháng, mỗi gì đó, mà chính bản thân nó lại không bước theo con đường của Chúa. Cho nên một đứa du đảng mà biết chọn Chúa, quý vị thấy chưa? Good news hay là tin mừng là một đứa du đảng biết chọn Chúa còn có tương lai hơn một đứa con nhà lành mà bỏ Chúa. Amen. Nghe tiếp với tôi. Quý vị để ý, ở trong lòng của Giép-thê, tuy là không được ở gần với gia đình, với niềm tin của mình, nhưng mà Giép-thê nói gì? Lúc nào cũng nói, thậm chí Giép-thê còn biết những cái vinh quang mà Chúa đã làm trong quá khứ còn nhiều hơn người dân Israel nữa. Giép-thê kể lại Chúa đã làm gì, Chúa đã làm gì, mà quan trọng nhất là câu 27 của đoạn 11. Giép-thê nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng đoán xét, ngày nay Chúa xét đoán giữa dân Israel và dân A-môn. Thưa quý bạn chị em, để cho một người mà cuộc đời được may mắn nhiều nói cái câu là Chúa công bằng dễ, hay là để cho một người trong cuộc đời quá nhiều khó khăn nói cái câu là Chúa công bằng dễ? Người nào không bạn chị em? Good evening. Cái người mà nhiều thuận lợi thì người ta dễ nói cái câu là Chúa công bằng hơn. Còn cái người nhiều đau đớn, nhiều gặp nhiều rắc rối hoài trong cuộc đời thì người ta khó nói cái câu là Chúa công bằng hơn, đúng không? Trong trường hợp này Giép-thê nói gì? Chúa rất là công bằng. Quý vị thấy Giép-thê có đức tin không? Điều này có nghĩa là trong những năm tháng khó khăn, khổ cực, bất lợi, thấp kém của mình, Giép-thê là một sự quyết định rằng Chúa là Đức Chúa Trời công bình. Có nghĩa là chính ông đã từng kinh nghiệm được những lần Chúa bù đắp cho ông những điều mà cuộc đời đã lấy đi của Giép-thê. Rõ ràng là Chúa đã làm gì đó để bù đắp cho một đứa trẻ kém may mắn này. Thưa quý ông bạn chị em, và tôi có một cái điểm ngoài lề để nói cùng quý vị. Để ý một điều, ở đời đừng khinh thường ai hết. Đừng bao giờ khinh thường ai hết. Cá ăn kiến, nhưng mà sẽ có ngày kiến nó ăn cá. Không bao giờ quý vị có thể biết được. Tôi đi ra đi vô trong nhà thờ, tôi thấy có mấy đứa nhỏ xíu. Tôi không bao giờ biết được một trong mấy đứa đó sau này làm đám tang cho tôi. Tôi đâu có biết được. Tại vì lỡ mà nó đi học mục sư, tôi đi ngủ trong Chúa thì đâu thể nào xem thường người khác được. Trong trường hợp này mấy người trong dòng họ có coi thường Giép-thê không? Mà bây giờ có phải có ngài đích thân mình đi nhờ vả người ta không? Cho nên quý vị thấy cái điểm ngoài lề như vậy. Thưa quý vị, điều thứ hai, điều thứ nhất là chúng ta ai cũng có thể vượt qua quá khứ nếu chúng ta biết bám lấy Đức Chúa Trời. Quý vị có thể suy nghĩ với tôi, Giép-thê có thể nói Chúa cái gì? Nếu mà có Chúa thì tôi đâu có bị như thế này. Nếu mà Chúa công bằng, tại sao mấy người kia trong nhà tôi ngoài đường? Đừng nghĩ như vậy. Chuyện gì xảy ra của đời trước là chuyện của đời trước, nhưng mà chuyện xảy ra với đời của mình là Chúa với mình. Và mình phải đứng vững với Chúa để mình thấy được cái quyền năng đó. Tôi kêu gọi những người sẽ nghe tôi sau này. Tôi không biết quý vị là ai, ở đâu. Nếu quý vị từng mất hy vọng thì quý vị phải tin Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bù đắp những điều mà cuộc đời đã lấy đi của quý vị.
Điều thứ hai tôi muốn nhắc nhở chúng ta từ câu chuyện của Giê-phê, đó là giữa cái gia đình, chúng ta ai ngồi đây thật ra mình nói mình có một gia đình chứ mình có tới hai gia đình lận. Mình có tới hai gia đình lận, thương bạn chị em. Một gia đình đó gọi là Oriental Family, có nghĩa là một gia đình mình không có quyền chọn. Trước khi một đứa trẻ sinh ra đời, nó không hề nói với Chúa con muốn tới thành phố San Jose, Chúa gửi sao vô ngay cái bà nào ở San Jose đó. Nó không có quyền nói với Chúa là con thích làm con của ông Mỹ trắng, con thích làm con ông Mỹ đen, hay là con thích làm con của ông Việt Nam. Nó không có quyền nói. Cái đó là cái gia đình mà Oriented đã đưa cho nó. Nhưng mà rồi một đứa trẻ lớn lên, nó sẽ có gia đình riêng nó. Sáng Thế Ký đoạn 2 nói rằng cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mình mà dính líu cùng với người nữ, và hai người sẽ trở nên một. Một gì cô Thắng? Một thịt. Hai người sẽ trở nên một thịt, one flesh. Đó là cái gia đình procreation, hay cái gia đình mình tạo ra. Phải không ạ? Ai cũng có hai cái gia đình. Quý vị có thấy rằng trong câu chuyện này, hai gia đình gốc và gia đình mới nó có liên hệ trực tiếp với nhau không? Quý vị có tin là cái gia đình mà mình từ đó mà ra và cái gia đình mình tạo ra nó có liên hệ trực tiếp với nhau không? Để ý với tôi ông bạn chị em. Chúng ta không thể cưới một người mà kỳ vọng rằng người đó sẽ không bao giờ mang theo một cái gì đó của gia đình trước đó của họ. Không bao giờ. Mỗi người, như tôi nói, có những người may mắn thì đem theo biết bao nhiêu câu chuyện tốt đẹp và ký ức tốt đẹp và điều tốt đẹp vào cái gia đình mới của mình. Nhưng mà có những người đem những nỗi đau, có những người đem những điều không thể nói thành lời. Tôi nghĩ họ bắn pháo bông. Đừng lo, không có bắn súng. Cho nên thông bạn chị em, điều này dạy cho chúng ta hai điều. Nhớ, khi chúng ta lập gia đình mới, tôi nghĩ rằng một hành động mà cơ đốc nhân nên làm là thấu hiểu và thông cảm cho một người về cái hoàn cảnh trước đó của người đó, để bù đắp cho người đó, chứ không phải để ý cái hoàn cảnh trước đó của người mà lại đối xử bạc với người. Đó không phải là tình yêu thương. Quý vị đồng ý với tôi không? Nếu tôi biết cuộc đời của một người đến trước khi gặp gia đình với tôi, gia đình trước của người đó đã rất khốn khổ, mà tôi thật sự thương người, thì tôi làm tất cả những gì trong phạm vi có thể để bù đắp cho những sự khổ đau không nói nên lời của người. Quý vị có đồng ý được điều đó không? Chứ không phải tôi thấy được điều đó mà tôi vô tình cố ý làm cho người thêm tổn thương. Cái đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là trách nhiệm của tôi bây giờ còn trẻ, là những người có gia đình. Nếu tôi không cẩn thận để giữ cái gia đình hiện tại của tôi, thì con tôi sẽ đem theo với nó những điều rất khó nói để vào một gia đình tiếp theo. Và từ gia đình này ảnh hưởng xấu tới gia đình khác. Quý vị còn nhớ Adam với Eva không? Gia đình đầu tiên tan nát là gia đình của Adam và Eva. Và sự tan nát đó kéo từ đời này sang đến đời kia, đến đời nọ. Cho nên chúng ta là những người đã có Chúa, bây giờ chúng ta làm sao? Thưa quý ông bạn chị em, hãy nhìn Giê-phê ở đây nè. Giê-phê có một hoàn cảnh, một gia đình tệ. Nhưng mà quý vị có biết rằng Giê-phê đã không hề là một người cha tệ không? Tôi chuẩn bị đi vào cái phần rất sâu của Kinh Thánh, quý vị để ý giùm tôi. Giê-phê lớn lên tình mẹ thiếu, tình cha thiếu, tình anh chị em không có. Không có một tấm gương tốt nào của một người cha hết. Nhưng mà Giê-phê lại là một người để một tấm gương rất tốt cho con mình. Quý vị có biết như vậy không? Tôi nói tại sao. Giê-phê đã quyết định làm một cục biến điện. Biến điện có nghĩa là sao? Điện nó chạy vào mình xấu cỡ nào không biết, nhưng mà nó vào mình và khi nó đi ra phải là tốt. Dầu là trước đây tôi từng bị cái gì, giờ phút này khi tôi có quyền để quyết định cuộc đời của tôi và con tôi, thì những gì tôi để lại phải là tốt. Để ý với tôi, khi con gái của Giê-phê, cha của mình đi đánh chiến trận về, thì ngay lập tức cầm cái trống chạy ra nhảy múa. Quý vị nghĩ tình cảm cho con tốt hay xấu? Thấy chưa ông bạn chị em? Thấy chưa? Tôi bắt đầu chỉ ra quý vị thấy. Cha con thương yêu là một chuyện, nhưng mà gần gũi là còn một chuyện khác nữa. Nó thương mình thì nó thương mình, nhưng mà nó có thích mình, nó có thích chơi với mình không? Trong trường hợp này, con gái Giê-phê chờ đợi để được gặp cha mình. Ông bạn chị em thấy chưa? Có nghĩa là người cha này phải có một tình cảm gì đó mà con nó rất mến như vậy.
Quý vị, tôi nói tôi không thích nói cá nhân mình nhiều quá, tôi chỉ muốn chia sẻ một chút xíu thôi. Cho dù tôi bận cỡ nào, tôi ngồi trong văn phòng mà tôi thấy con gái tôi nó đi ngang qua đi ngang lại đó, tôi luôn luôn mở cửa ra và ngưng lại để cho nó chạy vào. Tại tôi không biết mỗi người sống được bao nhiêu năm. Tôi cũng không muốn nó một ngày đó ký ức trong đầu của nó, cha nó chỉ là một người mục sư, lúc nào cũng làm, không bao giờ để ý tới nó. Ở trong trường hợp này, Giê-phê đã để cho con gái của mình có một tình cảm rất đặc biệt với mình. Rồi tiếp theo nữa, con gái Giê-phê, khi mà Giê-phê nói cha đã hứa với Chúa, thì con gái Giê-phê nói gì? Cha hứa với Chúa thì con sẽ lại nghe theo. Giê-phê, con gái Giê-phê có quyền nói là cha hứa bậy vậy cha là cha mà cha chơi cha vậy cha. Cha hứa thì cha tự hứa cha đi, sao cha lấy con ra cha hứa? Tại sao cha làm như vậy? Quý vị thấy con gái Giê-phê nói gì? Nếu mà cha hứa với Chúa thì con sẽ đi, nhưng mà cho con hai tháng. Có nghĩa đứa con này là nghe lời. Ông bạn chị em thấy chưa? Chưa hết, còn một điểm nữa. Đứa con gái của Giê-phê nói với Giê-phê, Chúa đã ban phước cho cha ngoài chiến trận, bây giờ cha phải giữ lời hứa. Có nghĩa là đứa con gái này có đức tin. Cha có hoàn cảnh bệ bạc, nhưng mà cha giữ đức tin trong Chúa thì con nó cũng phải nhìn thấy đức tin sống của cha nó, cho nên nó có đức tin không? Ông bạn chị em thấy, cho nên Giê-phê tệ, hoàn cảnh tệ, nhưng mà đã làm một sự quyết định để trở thành một người cha tốt. Ngày hôm nay nếu chúng ta ai đang ở trong cái hoàn cảnh khó khăn, hãy nhớ ông bạn chị em, nếu quý vị được Chúa giao cho trọng trách làm cha làm mẹ, chúng ta phải để lại một cái nền tảng gia đình tốt để con chúng ta đi tiếp trong cuộc đời, không phải mang một gánh nặng khó nói thành lời với người phối ngẫu sau này của nó. Và chúng ta hiện tại nếu có thể được làm tất cả những gì mình có thể để bù đắp cho người khác, chứ không bao giờ nên làm ngược lại, thưa ông bạn chị em. Điều thứ ba, câu hỏi khó nhất buổi tối hôm nay, câu hỏi khó nhất: bao nhiêu người trong chúng ta nghĩ rằng Giê-phê thật sự chẻ con gái của ông ra làm hai và dâng cho Chúa? Bao nhiêu người nghĩ ngược lại là Giê-phê thật sự không có giết con gái của mình, Giê-phê chỉ làm cái lễ gì đó chứ không có giết con gái của mình? Bao nhiêu người nghĩ như vậy? Mấy người không giơ tay có nghĩa là không nghĩ rằng có một cái ông tên là Giê-phê. Ok, hỏi lại và cho người nào nghĩ là ông thật sự giết con gái? Người nào nghĩ rằng ông không thật sự giết con gái? Không đâu, phải không quý vị? Quý vị đang hy vọng hay là quý vị nghĩ như vậy? Tôi đưa ra 15 lý do tại sao tôi tin chắc chắn, và cùng với những nhà thần học vĩ đại khác, trong đó có bà Ellen G. White, tin rằng Giê-phê thật sự không giết con gái của mình. Và tại sao? Đi với tôi nha bạn chị em, người nào muốn viết phải viết lại nha, nhớ nha. Rồi, hồi nãy vì kỹ thuật cho nên tôi bị trễ 6 phút, nhớ trả lại cho tôi 6 phút để tôi nói hết cái này. Ok bạn chị em, điều thứ nhất, Giê-phê là người sợ Chúa hay là không sợ Chúa? Kính sợ Chúa không? Một người kính sợ Chúa thì có phải là người đó sẽ phải suy nghĩ khác với một người bình thường không? Phải suy nghĩ làm sao đẹp lòng Chúa, phải không quý vị? Cho nên lý do đầu tiên, Giê-phê là một người tin Chúa. Tại sao cái điều đó quan trọng? Vào thời đó, dân Israel không được phép dâng con người hay là giết người. Kẻ nào giết người, người nào mắc đền mắc, răng đền răng, chỉ có dân tộc ngoại bang không kính sợ Chúa nó mới giết dân con người mà thôi. Mà Kinh Thánh nói rằng Giê-phê là một người kính sợ Chúa là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, câu đoạn 12 câu số 29 đó là: thần của Đức Giê-hô-va cảm rộng lòng Giê-phê, đưa Giê-phê đi đánh chiến trận. Thưa quý bạn xem, khi quý vị thấy Giê-phê ra trận để đánh mà do Chúa cảm động để đi đánh, Giê-phê có cần phải làm cái kèo với Chúa không? Có nghĩa là, quý vị hiểu tôi nói, trong Kinh Thánh mỗi lần Chúa sai ai đó đi đánh, có nghĩa là Chúa chỉ cần người đó đi, Chúa sẽ đánh giùm người đó, có phải không ạ? Thì người đó biết là Chúa sai mình đi, thần của Đức Giê-hô-va cảm động lòng biết là Chúa sai mình đi, thì cần phải quay lại hứa không? Không cần hứa.
Không cần hứa, không cần đặt một cái kèo, cái cược gì với Chúa hết, không cần ra điều kiện gì hết. Tại vì thần của Chúa biết đi mà. Là lý do thứ hai. Lý do thứ ba, quý vị nghĩ rằng khi một cái lời cầu xin nào mà nó hoàn toàn trái ngược ý Chúa, Chúa nói rõ ràng là không được mà mình cầu xin, Kinh Thánh nói là có nhận được không? Gia cơ nói anh em cầu xin mà không được nhậm bởi vì anh em cầu xin trái, trái lẽ, nghĩa là nghịch ý Chúa, thì Chúa sẽ không, không nhận. Như vậy thì nếu mà Giê-phthê cầu nguyện là Chúa ơi cho con thắng trận, mà sau khi con thắng trận về con sẽ chẻ con gái con ra làm hai để lên bàn thờ cho Chúa, vì nghĩ Chúa ban phước không? À, là chẳng những không thắng mà còn chết ngoài chiến trận nữa kìa. Có đúng không ạ? Chúng ta hiểu cái lý do tôi nói chưa? Tức là cầu nguyện mà cầu nguyện sai thì Chúa không bao giờ cho. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 18 câu số 21, Lê Vi Ký đoạn 18 câu số 21, chớ bắt con cái mình để dâng cho thần Moloch, chớ làm ô danh Đức Chúa Trời người ta là Đức Giê-hô. Hồ Va có nghĩa là Chúa không cho phép dâng con người giống như những tà đạo khác. Những tà đạo khác đó, người ta dùng chính con ruột của họ để tế thần. Quý vị nói cái chuyện này lạ lắm, không có lạ. Đọc lịch sử Trung Hoa giùm tôi đi. Ở trong làng nếu mà gặp nhiều tai họa, người ta sẽ đi tìm một người đàn bà có con mà không có chồng, bỏ chuồng heo đem dìm xuống sông. Có hay không? Quý vị thấy chưa? Cho nên những cái văn hóa này ngày xưa người ta làm như vậy, nhưng Chúa không cho. Sanh mạng là do Chúa ban, con người không được quyền lấy đi. Cho nên rõ ràng Chúa không cho phép như vậy. Mà ông là một người tin Chúa thì ông lại nói, ông lại cầu nguyện với Chúa ngược lại, là Chúa sẽ không bao giờ ban phước. Chúa không có thích hối lộ. Ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 8 câu 20 đến câu 21, Phi-e-rơ nói với Si-môn thuật sĩ rằng tiền bạc của ngươi sẽ hư mất với ngươi, bởi vì ngươi tưởng có thể dùng tiền mà mua sự ban cho của Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, nếu chúng ta muốn xin Chúa thì chúng ta xin Chúa, mà chúng ta hứa bậy hứa bạ, chúng ta lấy hối lộ Chúa thì thôi, thà là đừng xin. Thưa quý vị, hiểu cái ý lời Chúa nói ở đây. Ở trong đoạn 10 câu số 34, đoạn 35 của Công vụ nói rằng Đức Giê-hô-va như thế nào? Ngài không vị nể một người nào hết, nhưng trong tất cả các dân hễ ai kính sợ Ngài thì Ngài ban phước cho. Ông bạn chị em thấy chưa? Cho nên thuận ý Chúa thì Chúa cho thắng, chứ không phải là đặt điều kiện mà thắng. Điều thứ tư, luật pháp của Chúa không cho phép. Nãy tôi đã nói rồi, Lê Vi Ký đoạn 18 câu 21, quý vị còn nhớ ông Abraham không? Chúa nói ông Abraham phải dâng ai? Dâng Isaac, là dâng con ruột của mình. Abraham đưa dao lên chuẩn bị đâm thì Chúa không cho phép, và Chúa nói là có một con chiên. Nói một cách khác, lần duy nhất trong Kinh Thánh quý vị thấy người Do Thái mà làm cái hành động dâng con, đó là một cái sự diễn kịch. Chúa cho họ làm tới đỉnh điểm, sau đó Chúa cấm để cho họ nhớ hoài là không bao giờ được làm như vậy. Có nghĩa là Chúa cấm. Như vậy thì khi ông Giê-phthê, ông nói rằng hễ điều gì đi ra từ nhà tôi, hễ chi đi ra từ cửa nhà tôi đi ra hết, thì trong đầu của ông nghĩ tới người hay là ông nghĩ tới cái gì khác? Nếu mà ông đã biết từ trong đầu của ông, bây giờ quý vị giống như quý vị nói với tôi mời một sư đi ăn, quý vị biết chắc tôi không gọi món gì rồi đúng không? Quý vị phải biết điều đó chứ, nó nằm ở trong đầu của mình rồi. Thì khi Giê-phthê cầu nguyện với Chúa, Giê-phthê phải biết chắc là Chúa không cho con người để dâng lên rồi chứ. Amen. Rồi tiếp tục với tôi ông bạn chị em. Lê Vi Ký đoạn 27 câu số 2, thêm một lý do nữa. Lê Vi Ký đoạn 27 câu số 2. Lê Vi Ký đoạn 27 từ câu 1, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng hãy truyền cho dân Israel rằng khi nào có ai dùng loài người mà khấn nguyện thì ngươi hãy định giá cho, giá đó thuộc về Đức Giê-hô-va. Nếu ngươi định giá về một người nam từ 20 đến 60 tuổi thì hãy định cho 50 siết lơ bạc. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu người nào mà dùng một con người để hứa nguyện với Chúa đó, thì thay vì người đó phải trả, thì người đó nếu không giữ được lời hứa với Chúa, có thể dùng của dân của mình để thế cho một con người thật. Nói một cách khác là Giê-phthê nếu mà lỡ hứa với Chúa mà có nghĩ là con người hay là đứa con gái mình đó, thì ông chỉ cần lấy vàng ra dân để thế cho đứa con gái, chứ không cần phải giết nó. Quý vị thấy những lý do này chính đáng không? Tiếp tục nữa, chưa hết đâu bạn chị em. Các thần học gia từ thời Trung Cổ cho đến nay chỉ ra một điều: cái chữ mà thuộc về Đức Giê-hô-va mà Giê-phthê nói, thì hễ chi ra từ cửa nhà tôi đầu hết để đón rước tôi Thì nấy sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. Chữ thuộc về Đức Giê-hô-va không bao giờ đi chung với chữ dân làm của lễ thiêu.
Tại vì sao? Các nhà thần học chỉ ra một điều: đã là dân của lễ thiêu là nó thuộc về Đức Giê-hô-va rồi, tại sao phải nói là sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va để làm của lễ thiêu? Chỉ cần nói là sẽ làm của lễ thiêu có nghĩa là nó thuộc về Đức Giê-hô-va. Ngược lại, những lần mà Kinh Thánh dùng cái chữ thuộc về Đức Giê-hô-va là trong trường hợp của Samson, là sẽ dâng cái con người đó làm gì? Bạn chị em biết Samson, nhớ câu chuyện Samson có chuyện gì xảy ra không? Người mẹ của Samson không được ăn bất cứ thuộc gì thuộc về nho, tại vì sợ nó lên men. Dao cạo cả đời không bao giờ được qua đầu của Samson. Và tại vì Samson cả đời sẽ được dâng chọn cho Đức Giê-hô-va để phụng sự Đức Giê-hô-va. Ở trong sách Dân Số, sách Dân Số đoạn 3 câu 12-13, Dân Số ký đoạn 3 câu 12-13. Dân Số ký đoạn 3 câu 12-13. Vì hết thảy con đầu lòng của người Lê-vi đó bạn chị em đều thuộc về ta. Ngày xưa khi ta hành hại các con đầu lòng trong xứ Ê-díp-tô, ta đã biệt riêng ra thánh cho hết thảy con đầu lòng trong dân Israel. Bất luận loài người hay loài thú vật, chúng nó đều sẽ thuộc về ta. Có nghĩa là như tôi nói, những nhà thần học chỉ ra rằng mỗi lần cái chữ thuộc về Đức Giê-hô-va là đang nói tới cái vấn đề mà biệt riêng cái người đó ra làm thánh để chọn đời chỉ hầu việc cho Chúa mà thôi, chứ không phải, không bao giờ đi chung với cái của lễ thiêu. Bởi vì đã là của lễ thiêu là sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va. Tiếp tục bạn chị em, chữ mà và ở đây đó, ở trong bản dịch tiếng Hebrew không phải là và mà là hoặc. Có nghĩa là sao? Khi Giê-phthê nói một lời ra rằng tôi về đến nhà mà cái vật chi chạy ra đón rước tôi, thì chỉ có hai trường hợp xảy ra, mà chạy được thì chỉ có một trong hai trường hợp: một là người, hai là thú. Thì khi là người thì ông nói rằng vật đó sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va, nghĩa là dân chọn đời để hầu việc Chúa. Hay là sẽ làm của lễ thiêu, có nghĩa là nếu mà vật chạy ra là con động vật thì sẽ làm của lễ thiêu, quý vị hiểu chưa? Như vậy nếu là người thì sẽ biệt riêng, còn nếu là vật thì sẽ làm của lễ thiêu. Rõ hơn chút xíu nữa, xin lỗi bà chị. Okay. Tiếp tục lý do thứ 8. Của lễ thiêu ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 1 câu số 3 luôn luôn phải là con đực. Con của Giê-phthê là con gái hay con trai? Thưa vị, là con gái. Lý do thứ 9, nếu nghe kịp với tôi, sau khi Giê-phthê nói rằng cha có hứa với cha bực mình quá, tại sao con chạy ra như vậy, cha đã hứa với Chúa rồi, đứa con gái nó nói gì? Nó nói cho con 2 tháng để con làm gì? Để làm gì? Để con thực hiện hết những ước nguyện đời con, phải không? Để con ráng ăn món này món kia trước khi con chết, có phải vậy không? Nó rằng cho con 2 tháng để khóc sự đồng trinh của con với những bạn gái con ở trên núi. Tôi hỏi bạn cho em, nếu nó chỉ còn có 2 tháng mà người cha mà nó thương từ nhỏ đến lớn mà nó không cho ông thêm một ngày nào trước khi nó chết, quý vị hiểu tôi chưa? Nếu mà nó biết rằng 2 tháng nữa nó chết, nếu mà thật sự nó nghĩ trong đầu nó rằng là tôi sẽ chết, mà nó có 2 tháng thôi mà nó không cho cha nó một ngày nào hết, nó đi gặp mấy người bạn gái. Rõ ràng là con gái Giê-phthê biết rằng mình sẽ không phải chết, mình sẽ được gặp lại cha mình, nếu không mình sẽ bám víu để được gặp cha mình, chứ đi đâu gặp mấy đứa bạn gái làm gì, phải không ạ? Tiếp tục thêm một cái nữa, đoạn 11 câu số 39 rất là quan trọng. Cuối 2 tháng nàng trở về cùng cha, và Giê-phthê làm cho nàng bằng cách giết nàng đi, có phải vậy không bạn chị em? Không, Kinh Thánh nói rằng và Giê-phthê làm cho nàng tùy theo lời khấn nguyện mình đã hứa. Rồi ngay sau đó Kinh Thánh sợ chúng ta hiểu lầm, Kinh Thánh nói liền nàng chẳng biết một người nam nào hết. Để ý với tôi, hồi nãy khi đứa con gái nó nói cha mình đã hứa nguyện để mà cho mình thuộc về Đức Giê-hô-va, ngay lập tức nó nói gì? Nó nói con sẽ chết, con khóc hu hu, phải không? Không, nó nói rằng con sẽ phải đồng trinh cả đời. Tại sao? Tại vì nó hiểu được thuộc về Đức Giê-hô-va có nghĩa là sẽ trở thành một người hầu việc cho Chúa trong đền thờ trọn đời mình, không được lấy chồng, không được lấy vợ, và sẽ không được trở về nhà nữa, không có gia tài riêng mình nữa, sẽ trở thành một người thuộc trong đền thờ mà thôi. Cho nên nó khóc là nó khóc cái sự chưa từng được lấy chồng của mình đó. Rồi, tôi hy vọng quý vị hiểu được cái điều tôi muốn nói ở đó.
Cho nên Kinh Thánh mới viết rõ ràng là khóc là khóc, khóc cho cái điều đồng trinh của mình. Lý do thứ 11. Quý vị đặt thêm một câu hỏi nữa nè. Nếu mà dân dép thê thật sự dân con gái làm của lễ thiêu, trẻ làm hai, ông thầy tế lễ nào dám làm lễ? Và cái đền thờ nào dám đem cái xác người đó vô dân? Đức Chúa Trời nói người nào mà dám dân con trai con gái của mình sẽ chết. Ông thầy tế lễ nào dám làm lễ? Và nhà thờ nào dám chứa? Xin hỏi ông bà anh chị em điều đó. Quý vị thấy chưa? Lý do thứ 12. Mỗi năm những người con gái của dân Israel khóc con gái dép thê 4 ngày. Khóc ở đâu? Khóc ở nhà phải không? Kinh Thánh này mỗi năm những người này đi để khóc. Nãy tôi đọc mạnh chữ đi lắm. Đi để khóc. Có nghĩa là nó không phải ở nhà để nó khóc. Nó đi lên trên đền thờ để nó gặp con gái của dép thê trên đó. Và khóc cái gì? Khóc sự đồng trinh. Có nghĩa là tiếc cho mày quá. Mày nhìn đi bạn bè đứa nào cũng có con dễ thương quá. Tiếc cho mày cả đời không được có chồng. Quý vị có biết rằng ông Phaolô nói gì không? À, ở trong Kinh Thánh Luca đoạn 2 câu 37 có một trường hợp giống như con gái của dép thê, đó là bà Anna. Bà sống trong đền thờ chờ đợi được gặp Chúa Giê-xu. Ông bà anh chị em biết, sở dĩ mà con gái dép thê đau khổ và khóc sự đồng trinh của mình đó, là bởi vì không hề đơn giản để sống độc thân. Phao-lô đã nói trong sách 2, 1 Cô-rinh-tô đoạn 7 câu 2 và câu 40. 1 Cô-rinh-tô đoạn 7 câu số 2. 1 Cô-rinh-tô đoạn 7 câu số 2. Xong, để được tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ, và vợ đối với, xin lỗi, và mỗi người đàn bà phải có chồng. Rồi trong câu 40 Phao-lô nói rằng, nhưng mà sao Phao-lô nói tiếp là nếu không có chồng có vợ ở vậy hầu việc Chúa cũng rất là tốt. Nhưng mà ông nói gì? Vả tôi tưởng tôi có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Có nghĩa là để mà sống độc thân, để hầu việc Chúa trọn đời, phải là Chúa kêu gọi mới làm nổi. Bằng không thì chúng ta, Phao-lô nói chứ phải tôi nói, sẽ ở trong một cám dỗ rất lớn. Cho nên cái người con gái của Giê-phê đâu phải là biệt riêng từ nhỏ, cho nên đâu có hiểu những chuyện này. Giờ này đang tuổi xuân thì, giờ này tuổi cập kê, giờ có biết bao nhiêu lý do về bỏ hết tất cả đi lên đền thờ. Quý vị nghĩ nếu quý vị là con gái Giê-phê, quý vị có buồn và có khóc 2 tháng không? Có không? Khóc chứ, khóc 2 tháng chuyện đó là bình thường thôi. Cho nên cái điều đó là giải thích tại sao mà nó phải đi khóc 2 tháng. Sau 2 tháng bắt đầu lên đền thờ, đều tiếp tục. Dép thê, cái này rất quan trọng, bạn cho em để ý giùm tôi. Thánh Kinh trả lời, mở ra Hebrew đoạn 11. Hebrew đoạn 11. Hebrew đoạn 11. Hebrew đoạn 11 là danh sách của những người anh hùng của đức tin. Câu số 32. Ta còn nói chi nữa? Nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, ai nữa? Giép thê được nằm trong danh sách những người có đức tin nơi Chúa. Thấy chưa? Và đọc ngược câu số 4 với tôi. Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn của lễ của Ca-in và được xưng công bình. Ở trong sách Gia-cơ thì nói rằng vì của lễ của Ca-in là tội lỗi. Nói một cách khác, nếu mà dép thê thật sự dâng con gái mình lên cho Chúa thì Kinh Thánh chắc chắn sẽ rủa xả cái hành động đó. Tại vì giết người để dâng lên cho Chúa là Chúa cấm, không bao giờ khen hết á. Sẽ ghi lại là giống như tên của Ca-in vậy đó, nhơ nhút ở trong cái danh sách này. Trong khi đó tên của dép thê là một tên đẹp. Đồng ý chưa bạn chị em? Cho nên rất nhiều lý do để mà chúng ta thấy rằng dép thê thật sự không có giết con gái như chúng ta tưởng đâu. Dép thê thật sự ra từ hoàn cảnh khổ, thương con, biến đổi số phận của mình, biến đổi hoàn cảnh của mình, làm điều tốt cho đời sau và dạy cho chúng ta một điều. Hai cha con của Giê-phê dạy cho chúng ta một bài học vô cùng lớn. Mở với tôi dân số đoạn 30 câu số 3, số 4. Khi một người nào có hứa điều gì cùng Đức Giê-hô-va hoặc là thề buộc lấy lòng mình phải giữ một điều gì thì đừng nên thất tín. Mọi lời ra khỏi miệng người, người phải làm theo. Every word, mọi lời. Phục truyền đoạn 23 câu số 21.
khi người hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của người, chẳng những là phải giữ toàn bộ mà không nên trì hoãn. Có nghĩa là đã hứa với Chúa là chẳng những phải làm trọn vẹn, chứ không phải là đổi một xíu, bớt một xíu, mà không được trì hoãn, mà phải mau mau làm cho xong. Vì Đức Giê-hô-va sẵn sàng đòi sự hứa nguyện đó. Nếu ngươi không làm cho xong thì ngươi sẽ mang tội cùng Chúa. Truyền đạo đoạn 5 câu 4 câu 7: khi ngươi khấn hứa một điều gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm trễ mà hoàn nguyện, vì Ngài chẳng vui thích như vậy. Thà ngươi đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà không trả. Đừng cho miệng ngươi làm cho xác thịt ngươi phạm tội. Chớ nói trước mặt sứ giả của Đức Chúa Trời rằng đó chỉ là lầm lỗi. Có nghĩa là sao? Trước mặt tôi tới Chúa hứa, hứa xong rồi mình nói hôm bữa đó là nhầm lẫn. Giống cái ông hồi đầu câu chuyện tôi kể là ông đi máy bay đó, ông nói với ông mục sư đã, hồi ông nói tôi có đổi rồi, mục sư không biết, đó chỉ là lầm lỗi. Chớ nói tôi tới Chúa rằng đó chỉ là lầm lỗi. Sao ngươi làm cho Chúa nổi giận vì lời nói của ngươi? Thưa quý ông bạn chị em, điều cuối cùng mà Giê-phthê dạy chúng ta, điều cuối cùng, Giê-phthê chính là hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu. Giê-phthê chính là hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu. Vì nói cẩn thận mục sư, không, thật sự Giê-phthê là hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu. Không phải Giê-phthê là Đức Chúa Giê-xu, nhưng mà là hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu, là bóng của Đức Chúa Giê-xu. Quý vị nhớ rằng Giê-phthê sanh ra lủi thủi một mình, gia đình không tiếp rước, có phải vậy không? Khi Giê-phthê qua đời, chuyện gì xảy ra khi Giê-phthê qua đời? Lủi thủi một mình. Giê-phthê là một người mang hình ảnh của Chúa cứu thế đến trong trần gian một cách đơn độc, và lìa trần gian một cách đơn độc. Đức Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giê-xu không có ngày sanh, không có ngày tử. Đức Chúa Giê-xu đến rồi đi một cách đơn độc. Giê-phthê bị gia đình của mình từ chối, có đúng không bạn chị em? Đức Chúa Giê-xu trong sách Giăng đoạn 1 câu số 14 là Ngài ánh sáng đã vào trong thế gian, nhưng mà thế gian không hề nhận lấy sự sáng. Cho nên Chúa giống như Giê-phthê bị từ chối, bị chối bỏ, một người có giá trị nhưng mà không ai được nhìn thấy, không ai nhìn thấy. Rồi Giê-phthê giống Chúa chỗ nào nữa? Giê-phthê vì cớ những người có điều kiện, có học thức, có tài năng là gia đình của mình không dòm ngó mình, cho nên bị đẩy tới những người bần cùng của xã hội là bọn du đảng. Chúa Giê-xu khi Ngài đến, Ngài bị những người giàu, những người học thức, những người Pharisee chối bỏ Ngài. Cuối cùng Ngài làm bạn với ai? Người thâu thuế và phượng đĩ điếm. Ông bạn chị em nhớ Ê-sai đoạn 53 câu số 9. Ê-sai đoạn 53 câu số 9 viết như thế này. Ê-sai 53 câu số 9: người ta đã đặt mồ của Chúa Giê-xu với những kẻ ác. Chúa đã là một người rất thiện nhưng mà bị đẩy ra cái đám ác. Khi Chúa chết là Chúa bị chết chung với những người ác. Nhưng khi chết, người được đem chôn với người giàu, người giống Chúa Giê-xu. Giê-phthê bị đẩy ra với cái phường thấp kém. Nhưng mà sau này khi hoạn nạn tới thì người ta lại phải đi cầu cậy để tìm kiếm Giê-phthê. Giống như người ta sẽ tìm Đức Chúa Giê-xu. Ê-sai đoạn 28 câu 16: Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ đặt Si-ôn một hòn đá để làm nền, là hòn đá quý báu, là hòn đá bền vững, ai tin sẽ được cứu gấp rút. Ở trong Kinh Thánh hay một phi rơ đoạn 2 nói rõ ràng hơn: cho nên anh em là kẻ đá tin, là đá quý, nhưng cho kẻ không tin thì hòn đá đó, tức là Đức Chúa Giê-xu, đã bị thợ xây loại ra, sẽ trở nên đá góc nhà. Giống Đức Chúa Giê-xu không? Bị bỏ đi, người ta nghĩ là không cần mình, nhưng mà sẽ đến lúc họ sẽ tha thiết tìm mình. Thưa quý ông bạn chị em, nếu quý vị trở về các quan xét, đọc tiếp với tôi trong đoạn 12, có một sự việc xảy ra sau khi con gái của Giê-phthê đã lên đền thờ để hầu việc Chúa trọn đời rồi. Thì Giê-phthê có một chuyện xảy ra. Giê-phthê lúc bấy giờ đã tiếp tục giữ quyền hạn, và sông Giô-đanh, những người đi theo Giê-phthê bắt đầu dưới sự lãnh đạo của Giê-phthê không cho dân người Ê-phraim và một số nhóm dân đó đi ngang qua khúc sông Giô-đanh này. Và người ta dùng một cái bài thử, cái bài thử đó là phải nói được cái chữ Shibboleth, Shi chứ không phải Si, Shi, Shibboleth ở trong tiếng Hebrew. Người nào mà không phát âm được chữ Shibboleth mà chỉ đọc là Shibboleth thì sẽ không được qua.
Ông bạn chị em để ý khúc này rất hay không bạn chị em? Nếu quý vị mở từ điển của tiếng Hebrew ra, quý vị sẽ thấy hai chữ này khác nhau. Tại vì shibboleth có nghĩa là trôi chảy, thông suốt. Nhưng mà shibboleth có nghĩa là gánh nặng. Shibboleth chỉ có xuất hiện trong Kinh Thánh 6 lần. Và 6 lần này đều nằm trong chương đầu của sách Egypto, xuất Egypto ký. Là cái chữ được tả về gánh nặng do mình làm cực khổ mình mới có đồng lương. Quý vị nó khác nhau chỗ nào? Nãy tôi nói là Giê-phthê giống Đức Chúa Giê-xu, quý vị giống nhau chỗ nào? Đức Chúa Giê-xu đã trở thành một hòn đá quyết định được cứu hay không được cứu. Quyết định ở chỗ nào? Đức Chúa Giê-xu đã chết cho loài người trên thập tự giá. Và con người chỉ cần chấp nhận sự chảy huyết của Chúa thì con người sẽ được cứu. Nhưng một số tôn giáo lại nghĩ rằng mình phải cộng thang điểm, phải không? Thang điểm lên, thang điểm trừ gì đó, tôi không nói thêm. Rồi một số tôn giáo thì lại nói rằng mình phải được cứu bởi ân điển, nhưng mà mình phải làm theo một số nguyên tắc của giáo hội để mình được đi lên, từ dưới đi lên. Thưa quý ông bạn chị em, đó là cái chữ shibboleth, có nghĩa là gánh nặng. Còn cái dòng huyết tuôn chảy của Chúa là shibboleth. Và Kinh Thánh trong đoạn này nói rằng người nào phát âm được chữ shibboleth thì đi qua, còn người nào đọc shibboleth thì không được đi qua. Quý vị thấy hình ảnh của Đức Chúa Giê-xu chưa? Cho nên nhiều người nói với tôi, mục sư, nói là chúng ta được cứu bởi ân điển mà thôi, có nghĩa là quá dễ. Tôi nói với ông bạn chị em, không có dễ đâu. Để mà chúng ta đủ đức tin nơi Chúa để tin rằng chúng ta được cứu bởi ân điển mà thôi, nó khó hơn là chúng ta nghĩ rằng mình phải cộng thêm việc lành vào trong đó. Nhưng cái điều mà người ta bị bối rối, người ta cãi nhau, người ta nói nếu mà được cứu bởi ân điển không, tại sao phải giữ 10 điều răn? Quý vị, người ta bị bối rối chỉ vì một cái chữ thôi. Người ta không hiểu rằng chữ ân điển không phải chỉ có một nghĩa là Chúa sẽ cứu bất chấp. Tại vì người ta định nghĩa sai chữ ân điển. Ân điển không có phải là Chúa sẽ cứu bất chấp, bất chấp hoàn cảnh nào. Ân điển gồm có ơn cứu chuộc cũng là ân điển, ơn biến đổi tính cách để thánh hóa con người cũng là ân điển, ơn chiến thắng trong ngày Chúa tái lâm được biến đổi cũng là ân điển. Cho nên ân điển là bao gồm justification, xưng công bình, thánh hóa và được biến đổi, chứ không phải ân điển rẻ tiền như chúng ta nghĩ. Cho nên Kinh Thánh dạy rằng chúng ta được cứu bởi huyết Chúa, và chúng ta nhờ huyết đó để nhận Thánh Linh để sửa đổi mình cho tới ngày cuối cùng. Rồi khi Chúa trở lại, chúng ta không thể nào lên thiên đàng với thân xác này, thì bởi chính cái ân điển thương xót đó, Chúa đổi thân xác của chúng ta trở nên thân xác vinh hiển của Ngài. Tóm lại, buổi tối hôm nay, câu chuyện của Giê-phthê dạy cho ông bà anh chị em và tôi 4 bài học. Ai cũng có thể vượt qua quá khứ của mình. Quyết định ở chỗ người đó làm gì trong cái vũng lầy của mình, tin Chúa hay là rủa xả. Ai làm lời hứa gì với Chúa thì phải làm sao? Trả toàn bộ, trả nhanh chóng, và đừng bao giờ nói rằng tôi hứa bậy. Tiếp theo nữa, gia đình rất quan trọng. Cách chúng ta sống bây giờ sẽ quyết định cho đời sau của chúng ta. Và cuối cùng hết, chúng ta được cứu là nhờ một nhân vật giống như Giê-phthê, là Chúa của trời đất. Ngài đã đến thế gian, Ngài đã quyết định chết. Không ai có thể lấy sự sống của Ngài. Ngài nói trong Kinh Thánh, không ai có thể lấy sự sống của ta, ta tự cho sự sống đó. Hầu cho hễ ai tin đến ta sẽ được cứu. Và nếu tin đến ta và bước đi trong ân điển của ta, theo Thánh Linh hướng dẫn, thì ngày ta tái lâm, người đó sẽ gặp ta.